Hi. Zoom here. How are you today? I'm fine. Okay. Have you had dinner? Dinner. Ăn tối. Ăn trưa. Trưa. Okay. Yeah. Nhà cô bị mất điện một tí nên là cô bảo mẹ là lùi lịch học một chút, nhưng mà không ngờ nó lại có sớm hơn một tí, thế là cô lại lên đây. Thế hôm trước thì chúng ta học hôm thứ mấy nhỉ? Thứ bảy. Ok, thứ bảy. Hôm nay là thứ tư này. Thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đúng không nhỉ? Lịch học bây giờ của chúng ta sẽ là thứ tư và thứ bảy này, tối chiều thứ tư này, thứ bảy và sáng chủ nhật. Ok. Hôm trước là chúng ta học về gì nhỉ? Về gì nhỉ? Về là gì ra? What did we learn? bây giờ con mở cái vở đấy ra, cô con nhìn cho cô xem là hôm trước chúng ta học về cái gì nào? Học về cái gì nhỉ? Vở của ta đâu? Vở của chúng ta đâu? Vở của nhà mình đâu? Nắm tay vừa mới. Ồ, thay vở mới á? Vâng ạ. Tại sao? Why? Vợ vợ cúc của con này bị đúng niêm non. Đấy là vợ thép mỏi, vợ chép vợ vàng. Ồ, vậy á? Thế có nhớ hôm trước chúng ta học về các số không? Có. Có à? Thế bây giờ cô hỏi lại một chút bài cũ nhá. Vâng ạ. Alright, good. Bây giờ cô sẽ có một trò chơi. Đó là... Một trò chơi này thì giống như cái trò chơi hôm trước ấy. Đấy là cô sẽ nói số, sau đó thì Nhật Minh sẽ giúp cô đọc cái số đấy trong tiếng Anh. Yes. Được không? Được. Yeah. Hôm trước cô còn nhớ là chúng ta có một từ mới, đó là từ bảng màu. Palette. Cái từ bảng màu đấy cô nhớ là cô cho con ghi vào trong vở rồi. Và cô có bảo là về học từ mới. Vì hôm trước chúng ta chủ yếu là làm bài tập này. Đọc này, đúng rồi. Cô hỏi là what color, đúng không nhỉ? What is your favorite color, đúng không nhỉ? Yeah, ok. Thế vì và cô có hỏi là cô có hỏi là con ăn những cái thức ăn gì, đúng không? Thế bây giờ cô sẽ hỏi Nhật Minh một vài câu hỏi nhá. Đầu tiên đó là what is your favorite color? I like red. What else? Còn màu gì nữa không? Black, okay, yes, what color is this marker? What color is this marker? Is pink and black? Pink and black, yes, exactly. Okay. Bây giờ cô sẽ đọc một vài số nha. Sau đó thì con sẽ giúp cô này. Ok. 205. 205. Yes. 205 là... Yes. 2005. Nào, 205. 2005. Đấy là 2005. Còn 205, nào, 100 là gì? 100 là 100. Ừ, thì 200. 200. Đúng rồi. Đúng rồi, 200 là 200. Thế thì 205 là gì? 205 là
Ok, chính xác rồi. Ok, cô hỏi một câu nữa. What color is potato? Potato. Mà từ quả cà chua Yes. red Yeah, it's red đúng không nhỉ? Ok. Ok, bài bài cũ cô chỉ cảm giác thế thôi. Thế có nhớ được cách đọc các số không? Ví dụ như số 70 đến số các số hàng chục, ví dụ số 80 thì con đọc như nào? S Thế số 18. 18 Thế số 20.20 Exactly. Chính là 20. Ok, bây giờ nhà mình giúp cô mở vở ra, mở mới đúng không nhỉ? Vở mới chúng ta sẽ ghi. Nào. Vở mới hôm nay chúng ta sẽ ghi đầu tiên là thứ ngày tháng trong tiếng Anh cho cô trước nào. mày là thứ tư. Chính xác, số thứ. Sao ạ? Ok. Nào, mình giúp cô đọc lại cái thứ ngày tháng à. Wednesday. Mình chị Tháng 2 đọc lá. February. Chính xác. Ngày 19 là gì? 19th. 19th. Là Tận cùng của ngày thứ 19 trong tháng thì tận cùng của nó là chữ gì nhỉ? Thế năm 2020. 2020 là chu cao dần trên đi. Chính Chu cao xác. dần lên. Ok, good. Bây giờ nhà mình giúp cô ghi bài hôm nay này. Giúp cô ghi test 2. Tu. two. Listening. Hôm nay chúng ta chỉ học về listening là chủ yếu thôi. Test 2. Listening. Mình Yeah. ra ngoài ạ. Xong chưa nhỉ? Ok. Rồi ạ. Yeah. Ê, Chị cô quá hỏi một ta. chút. À. Cái phần listening ở trên lớp ấy, thì nhà mình đã được học nhiều chưa? Biết tiếng Anh à? Con không là nhiều, con chỉ học bài tập thôi, con chỉ làm viết mới đọc thôi. À, thế là chủ Chưa? yếu là Rồi. làm bài tập viết với Con đọc viết. đúng không? Con viết với đọc xong hết 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 viết với đọc thì con mới nghe sao? Con mới nghe. Ok. Ok, cô hiểu rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một bài về chủ yếu là phần listening. Ok. Ok, nào, bây giờ Nhật Minh nhìn trên bảng giúp cô nào. Bây giờ Nhật Minh nhìn thấy cái bài tập rõ không? Có. Ok, đây. Ok, bây giờ nhá. Phần listening chỉ liên quan đến bài này. Bây giờ nào, giúp cô đọc cái đề bài nào. The requirement of this task. Nào. Listen and write the is on Từ này mình đọc là gì nhỉ?
Rose. The rose. The rose. Vẽ the rose. Nào, phát âm lại hộ cô từ này nào. Rose. Yeah, nào. Từ này. Example. 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 Bây giờ nhá, đọc nhìn cho cô một loạt xem là có từ nào là từ mới không nào. Hả? Từ mới em biết. Từ đầu tiên ạ. Từ đầu tiên. The monkey in on the bath mat. Có từ mới không? Không ạ. Không có à? Nào, thế dịch dịch cho cô nào. Con khỉ và con khỉ trên, con khỉ ở trên cái bồn trên thảo. Cái gì ta? Bạn má là gì? Nào, the bath nghĩa là gì? Là bồn tắm à. Ờ, thì the mat là thảo, thảo mà. Ừ, suy ra hai từ này có nghĩa là ừ, đúng rồi, thảm ở trong bộ, thảm ở trong nhà tắm đúng không nhỉ? Alright, nào. Tiếp theo. Nào, từ này đọc là gì? The giraffe. Yeah, giraffe. Giraffe. And giraffe and in the cupboard. 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 Yeah, cupboard. Yes. Thế cái thằng này dịch là gì? Là con thiêu cao cổ ạ. Chính xác. Thế thằng này? Đây là cái tủ chén ạ. Nào, thế dịch cho cô cả câu nào. Con thiêu cao cổ và con thiêu cao cổ ở trong tủ chén ạ. Ok, chính xác. Very good. Nào, tiếp tục câu thứ ba nào. Đọc giúp cô đầu tiên. The mouse and next to the flowers. Yeah. Chúng ta có từ mới không? Không ạ. Ok. Thế còn cái tụ mà next to này nghĩa là gì nhỉ? Bên cạnh ạ. Ừ, đúng rồi, bên cạnh. Ok, tiếp tục nào. Câu số 4 nào, đọc cho cô trước nào. The tiger and under the tree. Thế chúng ta có từ mới không? Không ạ. Thế gì cho cô nào. Con sư tử và con sư tử ở dưới cái ghế. Tiger là con hổ. Con hổ. Đúng là con sư tử của họ với con hổ đấy. Nhưng mà đây là con sư tử. Lion mới là sư tử. Còn tiger là con hổ. Đúng rồi. Yeah. Tiếp theo nào. Số 4 nè. Số 5, sorry. The crocodile in between the shoes. Nào. Crocodile nghĩa là gì nhỉ? Con cá sấu. Con cá sấu between. Between là bên cạnh nhỉ? Between là bên cạnh đúng không? Vậy thì trong 5 câu này cô có những cái cụm chú ý như sau. Đầu tiên đó là chữ and này. Đó là dùng để nối nối câu đúng không nhỉ? Nối câu, nối từ này. Cô sẽ gạch nhá. Ở đâu cũng có từ and và cô sẽ gạch cho Nhật Minh nhìn rõ để chúng ta có thể nghe được bài này. Thứ hai đó là chúng ta sẽ có những cái giới từ. Tác dụng của giới từ thì chúng ta sẽ biết là ví dụ chúng ta sẽ biết là cái con khỉ đấy nó ở trên cái thảm phòng tắm đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ có từ on này. Tiếp theo trong trạng bát chúng ta có giới từ in. In. Yeah. Tiếp theo đó là next to. Tiếp theo nữa đó là under. Yeah. Và between. Yeah. Tất cả những từ này thì Nhật Minh đã nắm hết chưa?
Rồi ạ. Đồ đúng không nhỉ? Ok. Bây giờ bây giờ con giúp cô chép lại. Bây giờ em giúp cô chép lại số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Yes. Sau đó thì gạch chân giúp cô những cái chữ đỏ nhá. Ừ. Viết xong đi rồi cô sẽ nói. Em không được quá mà. Câu một, câu hai. Ô, cảm ơn em. Nãy không nhỉ? Giờ cô bảo. Yeah, the couple. Couple. Lại lên Hương. Hương. Lại đây buộc tóc lên. Cái gì thế này? Đang bên này, xin chào con đấy. Cảm ơn.
Em xong có em xong rồi à con xong rồi ạ. Ừ. Ok. Cô tính thời gian 3 phút. Alright. Bây giờ chúng ta xong rồi đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ vào bài nghe nhá. Cô sẽ xong câu 1 cô sẽ dừng. Bây giờ nghe tập trung cho cô nhá. Alright. Chúng ta sẽ có bài nghe này. Ok, vào nghe. Part 1. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Put the duck in the bath. Sorry? Where? Put the duck in the bath with the boy. Okay. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Yêu cầu của chúng ta đó là nghe và nối. Ừ, đúng rồi, nghe và nối, hoặc là cái từ này mình có thể dịch là vẽ, đúng không nhỉ? Yeah, nghe và vẽ. Rồi, ok. Bây giờ đấy là người ta vừa làm cho mình một cái câu mẫu thôi, đúng không nhỉ? Sau khi mà người ta đưa đề bài ra là listen and the draws, thì sau cái câu người ta đọc cái listen and the draws thì chúng ta mới bắt đầu vào bài và chúng ta mới bắt đầu tập trung với cái câu đầu tiên, đó là câu 1, đúng không nhỉ? Ok. Yeah. Tiếp tục này. Part 1. The bath with the boy. Okay. Vẫn là ví dụ nha. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. Can I put the monkey on the mat? Người ta đọc chưa? Rồi ạ. Người ta đọc rồi đúng không nhỉ? Ok, cô sẽ thử là xem cái này. Cái này có viết. Ok, bây giờ nhá. Bây giờ Quang đã sử dụng được chuột của cô chưa? Nào, Quang cầm. Vẫn chưa, con mới dùng chuột của con thôi. Thế á, bây giờ con sử dụng cái tay của con ấy, đưa lên, con đang sử dụng chuột đúng không? Con sử dụng bằng ví mà, bằng người ạ. Màn hình cả, bằng cái nền cảm hứng à? Vâng ạ. Ok, bây giờ con thử chạm vào nền cảm hứng xem nào. Đây ạ. Rồi, con di chuyển giúp cô. Di chuyển chưa? Ừ, được rồi, ok. Đã thử di chuyển được rồi đúng không? Bây giờ, đầu tiên, cô vừa, rồi, bây giờ không được di chuyển nhiều. Bây giờ nhìn vào cái chỗ nghe cho cô nào. Dạ, bây giờ nhá. Bây giờ, nhấn minh giúp cô bật cái loa, tua lại cái câu 1. Nào, đưa lại cái loa. Dạ, đó, ok. Đúng rồi. Pardon? Tua lại, đó. Put the duck in the bath. With the boy. Okay. Bây giờ mới chuẩn bị đến câu 1. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Rồi, ok, đợi cô một chút. Rồi. Bây giờ cô sẽ cho vẽ nhé. Nhìn này. Bây giờ cô sẽ cho vẽ. Đó. Sau khi mà nghe xong câu 1 thì Nhật Minh nhìn vào đây và Nhật Minh sẽ nối cái vị trí của cái con khỉ giúp cô nhá. Vâng ạ. Ok. Rồi. Nhật Minh ấn đi. Play. Ok. Tiếp theo, Nhật Minh đưa vào con đây. Ok, cô sẽ giúp. Rồi con bỏ tay ra đi, con bỏ tay ra đi.
Không bỏ à? Ê. Rồi, tiếp theo cô sẽ... Ok, con ấn đi. Con sử dụng đi, ấn đi. Đúng rồi, ấn đi. One. Can I put the monkey on the mat? Pardon? The monkey. Can I put it on the mat? Yes, you can. Xong câu 1 rồi đấy. Xong câu 1. 2. Put the giraffe in the cupboard. Where? In the cupboard. Put the giraffe there. Paula, right. Paula, lại cho cô là. Paula lại cho cô là. Ok. Câu thứ 2 thì người ta nói là gì ta? Put the giraffe in the cupboard. Ừ. Bây giờ con đưa con trỏ chuột lên cái chữ draw trên màn hình cho cô. Đây. Chữ draw. Chữ draw ở dòng đen. Chữ draw ở dòng đen cho cô. Draw. Không, ở trên cơ. Trên cùng cơ. Trên cùng. Đây. Đây, đây. Đây, để cô chỉ. Đây, draw này. Đấy, draw ở trên dòng đen của cô đó. Đấy, yeah. No, no. Ở trên hàng đen đấy. Ở trên hàng đen đấy. Nồng ào ào. Đấy, đấy. Đây, để cô chỉ. Bỏ tay để cô chỉ. Nào, đây. Ok, con nhìn thấy chưa? Con nhìn thấy chưa? Ừ, nhìn kỹ nha. Đây, con sẽ ấn vào cái nút này. Ấn vào nút này. Đó. Xong rồi con vẽ. Nào. Thế con hươu cao cổ thì ở đâu? Trong tủ ạ. À. Ờ, bây giờ Nhật Minh vẽ đi. Đây. Vướng hả? Con hươu cao cổ. Ờ, con hươu cao cổ ở vướng ở bên. Vướng ở bên này. Ok, để cô giúp. Để cô giúp. Chờ cô một chút, cô sẽ giúp. Đây. Ok. Anh nhìn thấy con hươu cao cổ chưa? Nhìn thấy rồi ạ. Dạ, bây giờ con vẽ đi. Ờ, đợi cô chút. Ok, bây giờ con vẽ đi. Có vẽ được không? Không dùng được đúng không? Ờ, bây giờ dùng được rồi đấy. Ok. Con hươu cao cổ. Không sao, cô nhìn được. Không ạ. Ok, very good. Tiếp theo nào. Tiếp theo, cô sẽ không cần cho nghe mà cô sẽ cho con nhìn vào câu số 3 và con vẽ luôn. Nào. Số 3 là flower. Xong rồi ạ. Ok, tiếp theo số 4. Ờ, số 5 nào. Yeah, xong rồi ạ. Ok. Nào, cô sẽ hỏi lại nào. Số 5 nào. Cái con cá sấu ấy thì nó ở giữa. Ở giữa đúng không? Between. Nào, between, theo con between thì nó sẽ làm như nào nào?
The true. Ừ. Nằm giữa cơ mà. Nếu mà nằm giữa thì phải có hai cái ở hai bên đúng không? Đó. Thế thì cái đấy thì nó phải ở như nào nhỉ? Ở giữa. Ừ đúng rồi, ở giữa. Con kẻ ở giữa chưa? Ở giữa hai cái giày cho cô chưa? Yeah, đúng rồi. Chính xác. Đấy mới là ở giữa đúng không nhỉ? Ok, bây giờ xong rồi nhá. Đến lượt cô sử dụng chuột nào. Ok, bây giờ đến lượt cô sử dụng chuột nha. Nào. Ok. Bây giờ sẽ là cô sử dụng chuột và Minh không có quyền được sử dụng chuột của cô nữa. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong này rồi. Bây giờ ba câu số 3, số 4, số 5 Minh sẽ nghe lại cho cô nha. Ok, số 3 này. Part 1. You're right there. Right. Put the mouse next to the flowers. Câu số mấy nhỉ? Câu số 3. Ừ. Nào, người ta nói thế nào? The mouse next to the flower. Ừ. Thiếu một chữ đằng trước. 3. Now the mouse. Put it next to the flowers. Ừ. Động từ gì? Put. It. Ừ, đúng rồi. Put it next to the flowers. Okay. Okay, tiếp này. Pardon? Put the mouse next to the flowers. Put yes. The mouse okay. To the flowers. Four. Look at the tiger. Ừ, câu đấy người ta nói là gì? Look at the tiger. Chính xác. Can you put it under the chair? Con có nghe rõ. Ừ? Who is under the chair? Okay. Look at the tiger. Can you put it under the chair? Can you put it under the chair? Đúng không nhỉ? Can you put it under the chair? Can you? Bạn có thể. Put it under the chair. Bạn có thể đặt nó ở dưới cái ghế hay không? Okay. Tiếp theo câu cuối cùng, câu số 5 nhé. Sorry? Please put the tiger under the chair. Okay. Please. Câu đấy là gì nhỉ? Đây. The chair. Sorry? Sorry? Please put the tiger. Tiger under the chair. Under the chair. Đúng rồi. Sorry, put it the tiger under the chair. Đúng không nhỉ? Okay. Okay. Five. And now? And now. Yes. The crocodile. Put it between the boy's shoes. Put between a boy's shoes. Đúng rồi, chính xác rồi. Ok, chúng ta đã xong bài này. Bây giờ con đã nghe xong bài này, cô sẽ cho nghe bài tiếp theo nha. Yeah. Ok. Nào, ghi tiếp cho cô part 2. Part 2. Đó là listening. Part 2. Đây lắm nhỉ? Yeah, part 2 đây. Part 2. Nào, đâu? Bài quên. Mình làm ở đâu đó? Quên gì? Quên gì cơ? Bài mình làm ở đâu đó không nhỉ? Bài này đã từng gặp ở đâu đó? Ờ. Thế à?
Thế trong lúc thi thì con có những cái bài tương tự như này không? Đây là con học ở trung tâm thì có những bài như này. Ờ. À, nếu không có. Vậy hả? Ok. Nào, thế bây giờ ghi giúp cô là part 2 nào. Listen and write the name or a number. Listen. Listen, yes. And rise quietly. Xong rồi ạ. Ừ, all right. Good. Very good. Bây giờ chúng ta nhá, bây giờ chúng ta mình giúp cô đọc câu hỏi các câu từ câu 1 đến câu tiếng 5 bằng tiếng Anh đã nào. Đọc cho cô một loạt các câu đấy nào. Câu 1 nào. How many monsters does my head? Con bay hết nhỉ. Câu thứ 2. How many ears had my new monster got? Câu 3. What the? Từ đó là gì nhỉ? Uncle. Gì con không biết ạ? Uncle. Uncle. Từ từ sau thì con biết rồi đúng không nhỉ? Vâng ạ. Đó là gì? Monster name. Monster name, ok. Tiếp theo nào. What's the name of my favorite monster? What's the name of my favorite monster? Monster, ok, ok. Tiếp nào. Who is my friend? Who is my friend? Okay. Okay. Thấy đọc xong rồi. Được. Đọc xong rồi đúng không nhỉ? Bây giờ giúp cô dịch từng câu một nào. À, chưa dịch bộ. Chúng ta nghe trước sao chúng ta dịch được không? Vâng ạ. Okay. Nghe trước nha. Vâng ạ. Yeah. 2, 3. Part 2. Look at the picture. Listen and write a name or a number. There are two examples. Two examples. Hello, what's your name? It's May. How do you spell that? May. Now, how old are you, May? I'm 8. 8? That's right. Hai câu ví dụ thì người ta đã nói đến vấn đề gì? Hỏi mày có bao nhiêu con quái vật? No. Hai câu ví dụ đấy là câu về bài tập rồi mà chúng ta cần làm rồi. Nhưng câu ví dụ nào? Ok. Hỏi bé. Tên của mày. Đúng rồi. Và hỏi bé. Tuổi của mày. Chính xác, đúng rồi, đó là về tên và tuổi của mày. Ok, bây giờ mới bắt đầu vào câu bài làm bài tập của chúng ta này. Can you see the answers? Now you listen and write a name or a number. 1. Are these all your monsters, May? Yes, I've got 16 of them. How many? Mấy nhỉ? Hỏi mày có bao nhiêu con quái vật? Mày trả lời là có 16 con quái vật. Rồi, ok, tiếp theo. 16? Yes, and they've all got names.
Bây giờ mình đến câu thứ 2. I like this monster here. She's my new monster. Look. She's got four eyes. Câu hai thì là gì? Câu hai là hỏi mây là có bao nhiêu có bao nhiêu con mắt của con quái vật mới ạ? Của thầy. Ăn cơm xong em mới đọc. Không ngọt đâu không biết. Mình nhận ra rồi đợi. À, chúng ta có một cái bài như này. Ok, đến câu thứ 3 nào. Nghe tiếp nha. Part 2. Look at the picture. Listen and write a name or a number. There are two examples. Hello. What's your name? It's May. How do you spell that? May. Now, how old are you, May? I'm 8. Sorry. 8? 4 eyes? Yes, that's right. Ok, chúng ta vừa hoàn thành xong bài câu thứ 2 là 4 eyes, đúng nhỉ? 4 đôi mắt, đúng nhỉ? 4 eyes. Ok, tiếp theo. Bây giờ mình đến câu thứ 3. 3. This monster's ugly. Chính xác ra cái chỗ này chúng ta đã bị thiếu, chúng ta đã bị sai chính tả. Cái từ đúng ở đây nó phải là từ ugly, có nghĩa là xấu. Đúng không nhỉ? Nhân Minh biết cái từ đấy không? Có, ugly. Yes, ugly monsters. Quái vật xấu xa đúng không nhỉ? Ok. Tiếp theo. Nào, tập trung vào câu hỏi nhé. À, câu 3 thì người ta hỏi cái gì nhỉ? Tên của con quái vật xấu. Đúng rồi, tên của con quái vật xấu chính xác luôn. Nào nghe nào. Part 2. Look at the picture. I like this monster here. She's Ben. Oh. Do you... Three. This monster's ugly. What's his name? It's Ben. Oh. Cái tên của con Ben đúng không? Thế bây giờ nghe lại cái câu hỏi đấy để nhắc lại giúp cô nhá. Bây giờ mình nghe lại câu hỏi này. Three. This monster's ugly. Ugly. Đúng rồi. This monster's ugly. Đúng không nhỉ? Ok. What's his name? Xấu xí. Đó. Người ta vừa hỏi câu gì nào? What's his name?
Rồi, what's his name? What's his name? Phát âm lại cô câu đấy nào. What's his name? What's his name? His name. Name. Yeah, đúng rồi. Tại vì là khi mà Nhật Minh đọc cả câu là what his name thì Nhật Minh đọc đúng từ his có s này, nhưng mà lại quên cái từ what, đó là viết cái từ what lại quên có s, bởi vì cái từ đấy là viết tắt của what is, đúng nhỉ? Chính xác ra chúng ta sẽ đọc phải là what is his name. Đó, ok. Vậy chúng ta xong câu 3, là đến câu 4 này. Câu 4. Yeah, câu 4. Anh đọc bắt đầu em nha. It's Ben. Oh, do you spell that B? Nào, bạn đấy yêu cầu gì? Bạn đấy yêu cầu là hãy đền bờ. Do you spell that? Đúng không nhỉ? Do you spell that? Đúng không nhỉ? Ok. E-E-N. Nào, B. E-E-N. Yes, ok. Yes. Chờ đến câu số 4 nào. 4. And who's this? Nào, người ta vừa nói câu gì đấy? Câu số 4 người ta vừa nói cái câu gì nhỉ? Who's gì? Câu số 4 người ta vừa đọc cái câu hỏi là gì ta? Nghe lại nhé. Four. And who's this? Nào, number four, người ta đọc cái gì nào? And who's this? Gì cơ? Gì? Cô chưa nghe rõ. Who's this? À, ok. And who's this? Rồi, ok. He's my favorite. Người ta đọc gì? He's my favorite. Có nghĩa là? Rồi. His name's Nick. His name is easy. His name is? Name easy. Yes. Okay. Sorry. Can you spell that for me? N-I-C-K. Rồi, xong câu thứ tư này. Chúng ta đến câu Five. Thứ năm. My friend likes my monsters too. À, bạn đấy vừa nói cái câu gì nhỉ? Cô tua lại nha. Đây. Five. My friend likes my monsters too. Đi ta. My friend my monster. Đi cô. Con đọc lại giúp cô nào. My monster. It's friend. Có phải thế không nhỉ? Đây nhá, nghe lại giúp cô này. Five. Nào, nghe rõ giúp cô số 5 nào. Nào, five. Friend likes my monsters too. Nào, my friend sao? My friend like my friend monster. My friend likes monsters too. Em nghe lắm. Thế ở nhà thì Nhật Minh có tai nghe không? Headphone không? Có ạ. Thế thì hôm sau sẽ học nhớ là dùng headphone giúp cô nhé. Vâng ạ. Rồi, ok. Tiếp theo. Oh, what's your friend's name? Người ta hỏi câu gì? Bạn ấy vừa hỏi câu gì? Câu tua lại nhá. What?
5. My friend likes my monsters too. Oh, what's your friend's name? Lena. My monster favorites. What is his name? Nghe lại một lần nữa nha. My friend likes my monsters too. Oh. Đến đoạn Âu này mình sẽ nghe kỹ hơn này. Nào, nghe kỹ này. What's your friend's name? Câu đấy là gì? What's your friend's name? Đúng rồi. Cuối cùng cũng nghe được rồi. Ok. Nghe tiếp này. Lucy. That's L-U-C. Why? Ok. Lucy là cái tên của cái bạn đó. Yeah, Lucy. Oh, good. Yes. Con biết cái tên tiếng Anh Learn English with Lucy không? Con biết ạ. Con xem trên YouTube có một người tên Lucy. Cô cũng thế. Trên YouTube, không phải đọc là YouTuber mà con sẽ đọc là YouTube. Con thế rồi. Ok, thì bây giờ khi mà hai cô trò mình giao tiếp thì con sẽ đọc là YouTube. Là mà bố mẹ hay là người Việt thì con sẽ nói là YouTuber thì mọi người hiểu. Thế còn khi mà nói cô thì con sẽ cố gắng phát âm đúng là YouTube. Ok. Alright. Yes. Ok. Chúng ta học xong phần này rồi. Nào. Slide số này thì cô sẽ muốn là mình giúp cô ghi câu ghi 5 câu này và về nhà sẽ dịch tiếng Việt cho cô. 5 câu gì? Từ câu 1 đến câu 5. Con nhìn rõ không? Con không nhìn thấy gì hết. Ồ, không nhìn thấy á? Bây giờ có nhìn thấy chữ không? Con nhìn thấy. Để cô xem lại. Để cô xem. Được chưa? Được chưa? Không nhìn thấy. Sao lại không nhìn thấy? Hả? Con vẫn chưa nhìn thấy. Con chưa nhìn thấy á? Để cô xem lại xem nào. Tự nhiên cái chỗ này lại phát sáng. Được chưa? Chưa. Sao lại chưa được? Con bí. Ê, bây giờ trên màn hình con nhìn thấy cái gì nào? Nhìn thấy mũ cổ. con nhìn thấy mũ cổ á? Ôi giời ơi, sao lại thế nhỉ? Share screen. Ok, thấy chưa? Thấy cô chưa? Thấy mọi... Chưa. Chưa thấy á? Rồi, để cô thử cái này. Nào, bây giờ nhìn thấy chưa? Con chỉ nhìn thấy một cái ảnh. Ôi trời, thế á? Để cô thử lại. Tại sao lại như thế rồi nhỉ? Nè. Ủa sao hình của mình lại là cái mặt này? Thấy chưa? Ủa vẫn nhìn thấy một cái ảnh thôi. Vậy à, để cô xem nào. Trời ơi. The skin strength is power. Ok, bây giờ thấy chưa này? Không được ạ. Rồi, bây giờ thấy chữ rồi, thấy chữ hết rồi đúng không? Không chưa, con nhìn thấy một cái ảnh của cô thôi. Con nhìn thấy một cái ảnh của cô thôi á. Ồ, nào để cô share lại nào. Sao lại thấy được nhờ? Sao có gì? Not quite. Bây giờ nhìn thấy PowerPoint của cô chưa? Chưa, con nhìn thấy mỗi cái ảnh thôi. Mỗi cái ảnh PowerPoint thôi á? Con nhìn thấy mỗi cái ảnh của cô. Sao lại thế được? Ôi trời đất ơi, sao lại không được? Ê, con nhìn được rồi nè. Con nhìn lại hết được chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. Chắc là con bao lại đúng không? Con bao lại cái xe đấy đúng không? Right. Cô biết là con sử dụng cái này khá tốt. Nào bây giờ check cho cô 5 câu đấy nào. Nhưng con biết dùng máy tính nhưng không được đi gì máy tính đâu.
Con biết dùng máy tính nhưng không được đi thi máy tính. Thật lớp ra trong con học máy tính rồi, lớp 1 con tự làm máy tính. Thế á? Được, dùng máy tính là tốt, nhưng mà cái phần power đấy thì cô biết con là con biết power lại cái phần xe của cô đấy. Nào, bây giờ em bây giờ con chép đến câu mấy rồi nào? Thế bạn. Ừ, chép đi. Đi câu trả lời xong. Câu trả lời xong, câu trả lời thì con có thể ghi ở đằng sau câu hỏi. Ví dụ như how many masters that may have thì con có thể ghi là 16 luôn. How many eyes has Maze Neil Masters got? Ugly, ugly monsters. Nếu mà con không nhớ chữ tiếng Việt ấy thì có thể ghi cái, nếu con không nhớ cái ngữ có nghĩa của cái từ ugly monsters này, có thể ghi nghĩa tiếng Việt bên trên. Không biết rồi mà, con học rồi. À, con biết rồi hả? Ừ, rồi, con ok. Đến câu số mấy rồi? Câu số 2 à. Ừ. Con biết từ chậm, chậm nhận lớp được. Nhưng mà chậm nhận lớp. Không sao. Câu thứ ba, khi mà mình chép thì mình sẽ nhớ cái phát âm, đó là mình đọc là what's the ugly master's name. Luyến âm hả cô? Không phải luyến âm, mà là ví dụ như cái từ ugly ấy, đầu cái từ đấy nó là u thì con phải phát âm cái từ the thành từ the ugly masters, đúng nhỉ? Con biết nguyên âm à, đấy con lại nhớ cho cô cái đấy. Cứ cái chữ mà cái chữ đầu tiên nó bắt đầu bằng chữ u là chữ nguyên âm. Ừ đúng rồi, thì con phải đọc cái từ the thành từ the cho cô đúng không? Ừ.
Đó. Con bảo những từ nguyên ông là anh em muốn đi đòi. Nếu mà thế con có thể nhớ là quẻ quải. Hôm sau cô sẽ liệt kê mấy cái từ đấy cho con. Nếu mà con không nhớ, nhưng cô nghĩ là con nhớ. Không còn nói anh em út ít ỏi dễ. Anh em út ít ỏi, yes. Cô thì nhớ là quẻ quải. Và lúc chị còn học thế con không biết. Cái lúc mà mãi không biết. Ok. The Ugly Master's name. Chùa bé tivi thôi. Con xong rồi đúng không nhỉ? Những cái từ để hỏi này thì Nhấn Minh đã nhớ hết chưa? Rồi ạ. Rồi đúng không? Ok. Vậy là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học chủ yếu về listening rồi. Hôm sau thì cô sẽ cho Nhấn Minh học về speaking nha. Vâng ạ. Alright. Ok. So this time to goodbye. And see you next time. Ok. Cô đã xem Boruto rồi cô. Cô nhớ xem Boruto nhưng mà dạo này cô bận quá, cô chưa xem được đây. Con có là lúc nào cũng rảnh. Ok, cô sẽ nhớ cô xem nha. Nhưng mà phải có cái gì nhỉ? Có cái buổi speaking ngày mai, buổi sau đi thì nhớ kể tiếng Anh cho cô nha. Vì chúng ta sẽ học nói tiếng Anh mà. Ok. Alright. Con biết một cái trường mà Naruto rất là khoái. Ừ đấy, hôm đấy thì sẽ kể cho cô để cô về review cho cô trước để cô về cô xem cái tập đấy nhá. Nhớ chưa? Ok, phải review bằng tiếng Anh đấy nhá. Alright. Ok, bye bye. Quật biến mình gái. Ok, bye bye, ăn cơm đi. Tắt đầu. Tắt đầu ma. Biết tắt.